Công ty liên quan đến phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty địa ốc Alibaba cùng các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đáng chú ý, một trong những bị cáo là giám đốc một công ty con của Alibaba đã đề nghị hội đồng xét xử đưa mình và gia đình vào danh sách bị hại khi cho rằng bản thân cũng bị lừa trong vụ án này chiều ngày 10 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, cùng 22 hai hai đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Minh Pháp, giám đốc công ty 108 có hành vi giúp Thái Luyện thành lập công ty 108, đứng tên ký quyền sử dụng đất nông nghiệp, ký hợp đồng ủy quyền cho công ty 108 làm chủ đầu tư dự án, ký hợp đồng hợp tác với công ty Alibaba về bán hàng tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách. Ngoài ra, bị cáo Pháp giúp Nguyễn Thái Luyện lập hai dự án không có thật trên đất nông nghiệp là Alibaba bào cạn Riverside và Phú Mỹ Central City Bar. Trong đó, dự án bảo cạn Riverside có 962 khách hàng bị tố chiếm đoạt 288 tỷ đồng. Tại tòa, Pháp cho rằng mình chỉ là người được luyện chỉ đạo ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng mua bán đất. Bị cáo nói, thời điểm đó, bị cáo nghĩ mình làm đúng pháp luật nên mới ký. Bị cáo Pháp cho rằng sở dĩ dự án này có lựa khách hàng và số tiền thu được nhiều như vậy là vì tất cả bộ phận kinh doanh của Alibaba đều bán dự án này với giá rẻ hơn so với các dự án khác mà Alibaba thực hiện. Cũng theo bị cáo Pháp, công ty có hợp đồng quyền chọn thu mua lại từ 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Dự án này triển khai từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019. Vụ Alibaba bị khởi tố nên phần lớn khách hàng chưa đến thời hạn nhận lại quyền chọn pháp trình bày và cho rằng không nhớ rõ đã mua bao nhiêu thửa đất trong những dự án của công ty Alibaba. Bị cáo chỉ nhớ số tiền là gần 7 tỷ đồng. Dự án này còn có chính sách bán nưu đãi cho nhân viên, chỉ cần đặt trước 30%, sau đó trả góp 1 triệu đồng một tháng, do đó nhiều nhân viên của công ty đã đầu tư vào dự án này. Bị cáo này còn cho biết trong số tiền đã đầu tư vào các dự án của công ty Alibaba có hơn 2 tỷ đồng do vợ pháp đứng tên trên các hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiền này là tiền gia đình vợ của bị cáo, trong đó có 1,2 tỷ đồng do người quen góp vốn. Số tiền còn lại là tiền bị cáo cầm cố căn nhà duy nhất của cha mẹ để đầu tư vào công ty. Bị cáo Pháp đề nghị hội đồng xét xử đưa bị cáo, vợ và những người thân vào danh sách bị hại và giải quyết bồi thường cho mình. Cáo trạng thể hiện năm 2016, luyện thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, sau đó tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người. Toàn bộ các dự án được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ của 4.560 khách hàng.